Hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm uh, dipping ha mà almond và vẻ friend nha. Thì um, anh em uh, muốn biết cái cách thức làm dipping fan mà nó không có bị tróc á thì có thể tham khảo cái clip này ha và cố gắng xem hết video thì mình sẽ trong mỗi step mình sẽ chia sẻ đầy đủ ha. Thì uh, đầu tiên mình sẽ giũa cái shape mình trước nha đó thì nói chung là mỗi uh, thành phố mỗi khu vực ở, ở mỹ thì khách nó sẽ uh, làm một kỳ kiểu neo khác nhau ấy nhé em thì giống như chỗ mình ở thì người ta làm dip rất là nhiều thì cái lượng khách làm dip mà cực kỳ nhiều và uh, làm ping and whi này thì nếu mà mình uh, dip bằng cái xuồng á, thì Uh, nhiều khi nó cũng hơi khó ha, và nó không có đều thì uh, thường thì khách làm deep uh, friend thì mình sẽ làm cái cách này ha vừa nhân gọn mà nó khỏe cho mình nữa thì đầu tiên mình sẽ xếp cái ó mình trước đó thì uh, mình sẽ rũa cho cái xếp nó ra cái xếp ó mình trước rồi mình mới dip nha anh em đó thì trước khi mình dip mình phải dũa ra một cái xếp ó mình trước đó, thì mỗi khách nó làm một cái loại sếp khác nhau thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về uh, cái sếp mình và fan tip này nhé đó thì nói chung là um, làm deep này mà anh em có thể vẽ đi giá lên được và anh em muốn không tróc á, thì cũng dễ thôi ha không có gì khó hết um, thì uh, nếu mà làm deep này mà mình không có sơn một cái lớp uh, đặc biệt thì cái um, nước sơn sau khi anh em vẽ nó hay bị tróc ha. sau vài ngày sau nó bị bóng tróc lên nó không có đẹp nhé nó rất là uh, không có tốt đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách thức ừ. đó, thì cái cách thức mà để mình làm dip mà mình vẽ fan sao mà cho nó last ha. Nó, nó đi được rất là lâu có thể lúc quay lại cái fan nó vẫn còn y nguyên nhé em đó thì um, Uh, thì dành cho những anh em nào mà chưa biết cách thức thì có thể tham khảo cái cách thức này ha và anh em nhớ ha, làm uh, chính xác những gì mình chia sẻ thì anh em sẽ uh, làm được thôi ha và không có vấn đề về uh, nước sơn tróc gì hết đó thì uh, nói chung uh, sau khi mà mình xếp súng mình dùa nhãm xong xuôi thì mình sẽ tiến hành dip nha đó thì uh, trước tiên mình sẽ lấy một màu nút nhé màu nút và một cái màu vào cái bay nó cái bay đó đây là một cái, cái loại bay ha ừ. thì đầu tiên mình sẽ sơn một cái lớp bay nhé anh em đó ngay cái khúc mỏng thật thôi nhé không có sơn ra cái mông giả mình chỉ sơn trong khu vực mỏng thật thôi đó để cho cái đường lăn đỏ nó uh, được uh, liền với nhau ha nó không có bị cái cái, cái gờ đó mình chỉ sơn một lớp bảy thôi ha đó vậy thôi rồi sau đó mình sẽ tiến hành dip màu nhé ừ. thì uh, lớp đầu tiên anh em có thể dip uh, 50% mươi phần trăm nhé đó thì uh, nếu mà anh em dip một trăm phần trăm bốn năm lớp uh, thì nó rất là dày ở bên trong kirico nhé thì uh, nó dày bên trong đó thì lát nữa mình dùa mình mất công ha mà mình không dùa thì cái tay nó dày nó thố lắm đó thì mình cố gắng ha, uh, uh, theo tầng đi để cho cái khu vực kiriko nó không có quá dài đó thì lớp đầu tiên mình sẽ đi 50 phần trăm cái lớp này thì đi cũng khỏe rồi đúng không đó thì uh, đơn giản là như vậy thôi rồi lớp thứ hai thì anh em có thể đi được uh, 80 phần trăm nhé ừ. ừ. thì anh em uh, lớp thứ hai này anh em có thể đi 70 80 phần trăm đó để uh, nó có cái đồ lai lên ha đó, trong cái cái, cái cô có một cái đồ mỏng nhẹ lên thì lát nữa nhưng à, nhìn cái tay nó nó khỏe ha mình không cần phải dụ ở trong khu vực kia cô nhiều đó thì vậy thôi ha đó rất là đơn giản đúng không sơn khoảng tám mươi phần trăm rồi kỳ lớp thứ ba này thì mình đi kỹ hơn nha lớp thứ ba này là khu vực Kiriko nên mình cần phải đi cho thiệt là kỹ đó, thì mình sẽ sơn từng ngón đó, nhớ ha tròn Kiriko đều và đứng có để cái nước số 2 này dính vào giá nhé đó thì cái lớp số 3 này mình sẽ đi thiệt là kỹ đó nhớ ha đừng có để cho cái nước này nó dính vào giá nếu mà nó dính vào giá thì nó không có tốt nhé cố gắng ha. anh em cố gắng ha cố gắng điếp cho uh, thiệt là sát khi đi cô đó thì uh, khi mà mình điếp sạch khi đi cô thì cái tay khách sẽ đi được lâu và nhìn nó đẹp hơn nha anh em đó thì uh, nếu điếp này mấy anh em mà cố gắng làm kỹ thì nó cũng giống như làm bột thôi ha nó không khác gì hết cố gắng điếp cho sát nhé. rồi lớp thứ tư này thì mình sẽ uh, sơn phun mỏng nhá đó như cái lớp thứ ba thôi lớp thứ tư này mình cũng sẽ sơn phun mỏng đó và đít nhẹ vào thì à, cái cách thức đít này thì đơn giản như vậy thôi ha đó cái quan trọng là lát nữa à, mình dụa xếp và chạy máy đó, và mình vẽ phén đẹp là ok đó, đó thì nói chung à, à, tuy mỗi thành phố anh em có mỗi thành phố thì người ta làm bột không đó. Có những thành phố thì người ta làm jail extension, còn thành phố mình ở là Đà Lạt, uh, Texas thì khách nó làm deep rất là nhiều ha, khách vào làm deep rất là nhiều thì uh, mình làm dip ha, thì khách yêu cầu làm dip thì mình buộc phải làm dip ha, mình không thể nào uh, bộ được, thì tùy sở thích mỗi khách hàng thì mình ở mỗi thành phố thì mình phải uh, theo ha thì tiền mình làm thì bột cũng rất là nhiều nhưng đều đếp cũng nhiều ha 50 50 đó bột đếp đi giá tùm lum ha có đầy đủ hết đó, thì mình sẽ cố gắng ra đầy đủ các loại video ha để anh em nào mà cần video gì thì vào channel của mình xem ha đó sau đó thì mình sẽ sớm số 3 nha anh em đó thì trước khi mà anh em sớm số bá thì anh em nhớ phụi bùi cho thiệt là sạch nha đó phụi bùi sạch ở dưới móng và hai bên để mình sớm số 3 này nó không có bị dơ nha còn anh em mà không phủ bụi sạch trở lại nữa rất là mệt đó thì anh em sẽ thấy ha nó có độ dài nhất định rồi ha một lớp bấy và bốn lớp màu là nó có độ dài ok rồi đó, đó. thì như vậy là được nha thì có tùy loài màu ha có một số màu mình dip bốn lớp nó nó vẫn còn mỏng á, thì mình phải dip năm lớp sáu lớp thì nói chung là tùy kỳ hạng bột tùy kỳ loại bột mình dip mình không nhất thiết là phải dip 3 lớp, 2 lớp, hai 5 lớp, 6 lớp mà mình vừa dip mình vừa kiểm tra xem cái độ dày nó uh, hợp lý chưa nha. Đó thì không có theo quá nhiều nguyên tắc, mình làm thực tế thì mình cái bột nào mà nó dip đủ dày rồi thì mình ngưng Đó, thì chỉ cần dip đúng độ dày của nó. Đó, thì cái độ dày cánh cái độ dày ra sao thì mỗi anh em làm nếu này chắc biết hết rồi đúng không? Đó thì mình cần dip làm sao cho nó có độ dày nha thì à, khi mà nó có một đôi dài nhất định rồi thì mình dụa cái phóng mỏng nó dễ hơn nhé chứ lúc mà nó thiếu đôi dài thì anh em không thể nào dụa ra được ha ta nó dài lên xong mình dụa xuống Chứ mình lúc mà bột nó không có đủ đôi dài thì không thể nào dụa được nhé nhớ đíp cho có đôi dài đó thì sau khi mà nó khô rồi thì mình sẽ tiến hành dụa xếp nhé em. đó thì mình dụa cái xếp almond thôi đó, thì à, cố gắng ha dụa ra cái xếp almond <laughs> thì cái xếp omen này thì nó cũng có nhiều kiểu ha, có khách nó không có thích uh, quá nhọn, uh, có khách thì thích uh, nhọn 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 uh, bâu bâu ha, thì mỗi khách mỗi sở thích khác nhau, thì mình điều chỉnh ha, mình dụ một ngón có khách thấy ok chưa rồi mình sẽ dụ những ngón khác nó ra như vậy nhé, thì tùy vào mỗi khách hàng sở thích của mỗi khách hàng á, thì mình dụ sao cho nó ra một cái xếp hợp lý đó. Chứ khi mà khách hàng nó không có muốn nhòn quá mà các bạn dùa ra almond nhòn hoắt à, Kiểu mà almond theo kiểu nhòn thì khách nó cũng sẽ không có thích nha Thì tùy vào à, trường hợp của mỗi khách hàng thì mình điều chỉnh cái shape sao cho nó phù hợp ha Tại vì thường để muốn sao là mình phải chiều đó <laughs> Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chạy Kiriko nha em Đó đây là cái đầu dùa Kiriko mình sai Thì mình chỉ cần lên nhà ha đó mình lên từ phải qua trái theo cái vòng đó không cần phải chạy nhiều nha anh em Đó, em mà chạy nhiều nó vừa mất bột mà nó vừa cạnh mỏng khách nữa nó không có tác dụng gì hết nên mình chỉ cần linh cho nó tất cái bột ra khỏi cái kiriko là thành công nha đó chỉ cần linh vậy thôi rất là nhanh đúng không đó thì cái đầu này là cái đầu dũa mình hay xài để uh, dân để chạy kiriko thì mình sẽ dũa xếp gọn và chạy kiriko xong mình sẽ tính tiếp rồi. Sau đó mình sẽ thay vào cái đầu dũa medium của mình ha. Cái đầu dũa này nó đi bột rất là nhanh. Đó. Thì cái đầu dũa medium này uh, nó đi bột rất là sướng cái em. Thì mình sẽ chạy ha. Chạy khu vực à, uh, từ Kiriko và mặt mỏng cho nó láng nha. Đó. Và chạy hai bên ha. Chạy hai bên hông. Đó. thì cái cách thức chạy máy thì anh em nào mà chưa biết cái cách thức thì có thể quay lại cái video cũ ha à, những video trước mình có ghi nó cái tiêu đề là cách chạy máy đó thì mình chạy hai bên hông nha thì anh em nhớ ha làm đíp hay làm bộ đi cũng vậy mình phải dụa ký đi cô cho có đồ năm nhất định và dụa hai bên hông nha đừng bao giờ để hai bên hông mỏng nó dây nó không có đẹp và cái cái tình trạng mà um, thờ thợ làm mà để hai bên hông dài là mình thấy hầu như là rất là nhiều rất rất là nhiều đó thì không biết là người ta cố tình hay là người ta uh, không bị cái cách thức chạy hai bên hay sao mà thầu như um, uh, cái tình trạng mà hai bên hông mỏng này này dài á, mình thấy rất là nhiều á. Uh. thì anh em nhớ ha, uh, nhớ để ý điều này đó thì những anh em nào mà uh, xem video mình nhiều rồi cũng biết ha, uh, luôn luôn ha. Uh, <laughs> mình sẽ luôn luôn dũa mặt mỏng và um, cô và hai bên hông rất là nhiều uh. mặt mỏng thì mình chỉ dũa cho nó lãng chứ mình không có dũa nó mỏng đi nha mặt mỏng thì dũa cho nó lãng và mình sẽ chạy uh, khu vực ký cô có một đồ năm và hai bên hông là mỏng nhé, đó thì hai bên hông mỏng đó anh em nhớ để ý nhé, hai bên hông mỏng là luôn luôn anh em phải dũa cho nó mỏng đó đặc biệt là vậy ha thì cái tay nó ra nó mới gòn và đẹp đó thì hầu như những cô khách mà những tiệm khác tới tiệm này uh, tới tiệm em làm sữa là do cái cách à, chạy máy à, người ta à, chứa chưa tốt ha là để hai bên nó dày cùng mặt mỏng lôi lõm thì khách nó sẽ không có thích nó sẽ đi tìm khác là thử thôi đó thì anh em nhớ ha làm này thì phải chú ý là dù máy cho thiệt là kỹ nha ừ, khu vực kiriko và mặt mỏng và hai bên hông nữa nha đó nhớ luôn luôn dù hai bên hông nha nhớ, cho nó có một cái đồ mỏng đó. rồi thì sau đó mình sẽ làm cái bước dụa cuối cùng uh, Cái đầu dụa uh, giấy medium nha Nhớ nha Thì khi mình làm dip là luôn luôn Khi final mình sẽ xài cái đầu giấy medium này ha Thì cái chức, chức năng của nó là làm cho cái mặt mỏng nó lạng hơn đó, Và mình chạy xung quanh cái cô và hai bên hông nó có độ nằm uh, đẹp hơn Đó Thì nhớ ha Cái này là khi nào mình làm dip Cái bước cuối cùng mình sẽ chạy cái đầu này nha đó thì anh em nào mà chưa bao giờ xài thì có thể thử ha đó thì nếu mà thấy hiệu quả thì cứ comment bên dưới ha à, nói chung là cái mình làm deep thì khi nào cũng vậy ha final mình sẽ đi một cái lớp giấy này đó, đi một lớp đầu giấy này thì nó làm cho cái mặt mỏng rất là mịn và mình có thể chạy trong cái khu vực kirico và hai bên hóng luôn ha không sợ cắt chảy máu đâu đó thì nhớ ha đây là cái step rất là quan trọng ha quyết định À, cái tay nó có mượt hay không là do cái step này nè nó nó rất là quan trọng đó, rất là nhanh gọn á anh em không mất tới một phút đó nhưng điều nó rất là hiệu quả nha anh em nhớ ha đó à, anh em có thể thấy ha mặt mỏng rất là láng hai bên hông mỏng đó, ký đi cô có một đồ lai ra là mình thành công nha đó thì cái bước chuẩn bị này là đơn giản là như vậy thôi nha đó thì anh em cảm thấy mà lúc mà chạy đầu dậy xong rồi á, mà uh, cái xếp nó không có như ý mình muốn thì mình có thể dụa lại nhé đó thì anh em làm xếp omen này mà mình uh, không có dụa đều thì lát nữa mình vẽ phén ra là nó sẽ bị uh, lội liền ha đó cái xếp này mà anh em mà làm không đều là vẽ phén là nó bị lồ liền đó thì cố gắng làm omen thì cố gắng dụa xếp cho thiệt là Kỹ nha đó phải đều thì khi anh em vẽ phên lên nó mới đẹp. Ừ, cố gắng ha. Thì nói chung là à, những cái sếp ở mình như thế này thì à, mình phải làm kỹ ha, tại vì rất là khó cân. Đó và nhớ ha. Nhớ làm sao cho nó à, đều, đó, đều hai bên thì lát nữa mình vẽ phên lên mới đẹp nha. Đó. <laughs> Rồi sau đó mình sẽ tiến hành buffer ha. Đó và à, buffer và phủ bụi và làm cái step quan trọng nhất đó, là để cho cái bộ mỏng nó đi được lâu này. À, nó không có bị tróc nước sơn hay gì hết nhé. thì cô khách này là hơi gồng tay nha anh em thì mình à, dùng ngôn ngữ hình thể để mình nói cô ấy là bớt gồng lại đi ha. Đó, tao mệt rồi. <laughs> Cho làm những cô khách này mà gồng quá nó nhiều khi nó mệt lắm anh em đó thì anh em có thể thấy ha thì uh, khu vực trong kiriko mình sẽ dũa cho nó có một cái đồ năm ha nó có một cái đồ lai ra đó uh, khu vực uh, kiriko và có đồ lai và đầu mỏng nó có một đồ mỏng nhẹ đó và khu vực giữa mỏng là mình để cho dày ha để cho nó uh, chắc nó không có bị gãy nhé đó thì mình cố gắng dụa ra dây thì cái mỏng nó nhìn nó sẽ à, tự nhiên và đẹp nha em đó thì cố gắng nha đó thì à, cái cách thức dụa ra sao thì mình cũng chia sẻ hết rồi ha thì anh em cố gắng à, thử vài con khách là à, sẽ được thôi không có gì khó hết nha đó ừ. rồi thì à, bây giờ sau khi phụi bùi xong thì mình sẽ tiến hành sơn một lớp Bay Gel nha đó thì cái lớp này là cái loại này là Bay Gel thì anh em cũng biết ra ha cái bẫy gel này là lúc anh em sơn gel chân hoặc sơn gel trên tay mỏng thịt á là trước khi mình sơn màu gel thì mình sẽ sơn một lớp bay nha thì đây là cái loại bay á thì mình gọi là các bạn mua hiểu gì cũng được đó miễn sao nó là cái bay của gel nha đó thì mình sơn một cái lớp bẫy gel này trước nha nhớ nha đó sơn một lớp bay gel này trước và cho hơ đen thì à, uh, tại vì khi các bạn sơn gel trực tiếp vẽ fan lên cái móng dip này á, thì cái dip này lại nó sẽ không có ăn vào cái gel nhiều và khi các bạn sơn top coat đi một ngày sau vài ngày sau là nó sẽ bị dột lên hết nhé nên phải sơn một lớp bay gel này trước rồi sau đó mình sẽ sơn một lớp mát top coat nha một lớp mát top coat à, anh em chỉ cần sơn khoảng 70% mươi phần trăm thôi nha đó sơn trong khu vực mà mình cần vẽ fan thôi nhớ ha, nhớ phải đi hai bước này nha rất là quan trọng nha đó thì nếu mà khách làm friend thì mình sẽ uh, sơn mát rồi vẽ phép còn nếu khách làm đi ra thì mình sẽ sơn một lớp mát lên phun móng và mình đi dài lên thôi ha đó thì cái cách thức mà để uh, làm đi dài trên móng đít nó không có bị uh, tróc hay là bị đồ là mình phải làm hai cái bước này nha nhớ nha một lớp bay gel trước sau đó sơn một lớp mát đó thì mỗi một bước thì mình sẽ sơn bấy xong hơ đèn xong rồi hơi sơn mát xong hơ đèn đó thì cái cách thức là như vậy nha rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ phén thì vẽ fan omen này thì các bạn nhớ ha vẽ sao cho cái phén nó hơi sâu sâu một xíu đó thì uh, cái xếp omen này mà các bạn vẽ cái đường phén nó không có đồ xấu thì nó sẽ không có đẹp nha em đó thì mình cố gắng uh, vẽ phén uh, cho nó sâu đó, cái xếp omen này thì À, mình vẽ phèn cho nó có một cái đồ cong thịt là cong nhé thì nó sẽ đẹp hơn là mình vẽ không có quả cong nhé đó thì tùy <laughs> thì cái cách thức làm đíp mà vẽ phèn này thì nó dây thôi, ha cái quan trọng nhất là mình phải sơn một lớp base gel đó, và sau đó mình hơ đèn tiếp tục là mình sẽ sơn một lớp mát lên và mình hơ đen đó sau khi nó sóng suối rồi thì mình sẽ tiến hành vẽ vẽ lên và uh, hơi hơ đèn nhé đó thì uh, cái cách thức uh, nó là như vậy ha anh em có thể thử và áp dụng ha thì cái cách này mình sai cũng lâu rồi ha cái cách này mình sai cũng năm sáu năm rồi sáu bảy năm rồi không nhớ nữa mà hầu như là uh, cái cách này là hiệu quả nhất ha từ xưa tới giờ cái cách này là nó hiệu quả nhất đó khách làm đi dài đồ gì là nó đi cả tháng mà nó không có bị vấn đề gì hết đó thì nó không có tróc không có đôi gì hết thì mình thấy nó uh, hữu ích thì mình sẽ làm video chia sẻ anh em thôi ha. Đó thì cái cách thức là như vậy thì mình biết là có một số anh em uh, đang gặp cái tình trạng là vẽ dip uh, vẽ design trên mỏng dip Hai bị uh, tróc ha. Nó nó tróc nước sơn hoặc là tróc cái tổn cột ra. Thì đây là cái cách thức để uh, mình có thể làm friend hay làm uh, dip với design mà nó không có tình trạng là gọi là uh, mỏng bóng tróc nha. Đó thì cái cách thức là như vậy anh em nhớ ha thì nếu anh em thấy hiệu quả bổ ích thì cứ uh, chia sẻ ha like like video uh, share đó để cho nhiều người uh, biết đến hơn ha để uh, tốt hơn đó và nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể ấn vào nút đăng ký kênh nhé để cho channel mình ngày càng phát triển đó thì sau này channel mà phát triển mạnh rồi thì uh, mình chơi lớn luôn ha đó là là thuế mau đồ về uh, làm néo luôn <laughs> Giờ thôi Thì nói chung là à, Anh em cứ à, thử ha Thử thì cứ Thử cái cách thức này đi Cái cách, cách thức này mình thấy nó rất là Hiệu quả nhé ừ. Thì mình thấy Anh em bạn bè nào mà à, Con tay nghề con yếu Mà chưa biết cái cách thức làm ra là sao Thì có thể giới thiệu vào cái channel của mình ha Thì mình sẽ cố gắng chia sẻ Những cái gì mà mình biết nha đó trong thời điểm hiện tại thì có thể là tương lai mình sẽ biết nhiều hơn thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn thì nói chung là gọi gọn là đây là những cái kinh nghiệm cá nhân mình đúc kết được đó thì mình sẽ cố gắng ha chia sẻ cho tất cả anh em biết để anh em có thể à, không có lặp lại à, những sai lầm của mình ngày trước đó thì mình sẽ tiến bộ nhanh hơn thôi thì cái ngọn cái này mình cũng sẽ vẽ phén thôi ha. Đó thì vẽ phén những clip trước mình chia sẻ rất là nhiều rồi thì cái cách thức vẽ phén ra sao ra sao. Đó nếu anh em nào mà um, còn yếu trong cái việc vẽ phén này thì cứ uh, đừng ngại ha xem lại những video cũ của mình. Đó. Thì uh, có rất là nhiều video mình chia sẻ về cái cách thức vẽ phén ha. Thì anh em có thể thêm và xem và tham khảo và hầu như um, nếu anh em chịu khó xem video và luyện tập một vài tuần là bảo đạo anh em sau này sẽ sơn fan rất là nhanh nha Đó là những cô thờ làm ở tiệm là hồi xưa vẽ fan rất là lâu đó, Mỗi lần gặp fan là sợ Mà sau khi thử cái cách thức mình chỉ là người ta bây giờ vẽ fan rất là nhanh Thì nói chung là anh em cố gắng ha Vẽ fan này nó không có khó Chỉ cần mình mà biết cách thức thì mình sẽ làm được nha Rồi sau đó mình sẽ sơn top cốt đó, là hơ đèn làm mình finish bộ neo này nha anh em. đó thì cái cách thức sơn top coat thì hầu như là anh em nào cũng biết đúng không? thì mình nhớ ha, làm deep mà vẽ đi dài này thì mình sẽ không có sơn top coat của deep mà mình sơn top coat của uh, gel nha. đó sơn top coat bình thường mình hay làm những bộ mỏng bột đó, đó mình sơn, thì nó sẽ bóng và đẹp ha và không có cái tình trạng bóng tróc hết nha nhớ ha và nhớ sơn cho mỏng ha sơn đừng có sơn dài quá sơn mỏng để giữ được cái shape của mình nè đó thì đơn giản là vậy thôi đó, anh em có thể thử ha đấy là finish bồ neo của mình ha đó ký ri cố trời sạch sẽ đòn tỉa deep fan rồi các kiểu đó thì vậy là mình <laughs> lùng tiền được rồi nha anh em đó, thì cái cách thức là như vậy thôi ha nhìn nhìn nó cũng giống như bột thôi nó không khác gì bột hết đó thì làm deep mà mình biết cách thức thì nó cũng ra thôi nha rồi, uh, thank you anh em đã xem video hôm nay của mình ha. Hẹn anh em vào một video kế tiếp. Bye mọi người.